Bảo vệ Vlog xin chào cả nhà thân thương nha. Ngày chủ nhật chúc cả nhà nghỉ vui vẻ bên gia đình mình nha cả nhà. Hôm nay chủ nhật kìa, bảo vệ vô đi dạy thêm cho cây sung nha. Hôm đi được khúc rồi, tại hôm nó còn nhỏ. Đi được nước rồi nó khúc rồi, mà nó mau ra quá, hôm gài chừng tháng nó tàn nó ra quá trời. Hôm nay mình đi thêm cho nó nữa nha cả nhà. Nè, bảo vệ đam mê quá, chơi cho vui nha cả nhà, chứ không phải là hướng dẫn phong cách gì hết nha cả nhà. Này là vừa quay lên đây để chia sẻ với cô chú anh chị cái niềm đam mê của bảo vệ đó, và học hỏi thêm kinh nghiệm các cô chú anh chị nào mà trong nghề bonsai có điểm nào hay á, chia sẻ với bảo vệ chân thành cảm ơn nha. Tại mình đam mê quá cả nhà. Đam mê mà mình không có vốn đầu tư làm bảo vệ mà đâu có nhiều tiền lương đâu, tiền lương kém cỏi, mình tự trồng cây rồi mình tự chơi thôi. Chơi như anh Quỳnh Lê nói mấy cây mà bảo vệ nghe rất là thích, nói mấy câu nghe rất là thích. Người ta có tiền người ta chơi cây lớn, còn mình không có tiền thì một cây loại nào mình chơi cũng được, chơi về đam mê, không có nghĩa là đam mê là phải chơi cây đẳng cấp như người ta. Người ta có tiền người ta chơi đẳng cấp được, cũng như mình đi làm bảo vệ mà làm sao mà có tiền để chơi cây đẳng cấp được. Cây để mua cây mà chơi được, còn không có vốn đầu tư để mua chơi nữa. Mai mình cũng tự trồng, sung mình tự trồng, cây gì cũng chơi kiểng được hết. Cho nên nghe nói mấy câu mà mình cũng phấn khởi, mình cũng tự hào để mình làm. Mình có coi cái clip của anh nhiều, anh làm về mai phôi á, anh Quỳnh Lê. Mình học hỏi kinh nghiệm của các anh thêm. À, mình vừa vừa đi làm vừa tập chơi, sau này đi lấy kinh nghiệm để mình có cơ hội mình chơi được cái gì chơi. Thấy mấy cây sam mình cũng mê lắm, không có vốn đầu tư nha, từ từ đi làm này còn chén cơm manh áo. Lương bảo vệ thì không có bao nhiêu, giờ mình có gì mình chơi đó đi. Bữa mình có dăm mấy nhánh lộc rừng, mình cũng thấy cái bông lộc rừng mình cũng mê lắm, mà không biết mình dăm nó có lên không, để mình có quay cái khúc đoạn mình dăm mà để khi nào nó lên thì mình quay luôn cái đoạn lên hay không lên gì cho cả nhà xem nha. Các cô chú anh chị em trong ngành cây kiểng bonsai có xem qua video này có ý kiến gì hay đóng góp như bảo vệ nha, cho bảo vệ học hỏi thêm kinh nghiệm nghe cả nhà. Làm để mình vừa học hỏi vừa làm,
Mình quay cái video này đăng lên là để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Mình chưa có kinh nghiệm, mình muốn học hỏi thêm kinh nghiệm các anh em cô chú đi trước bên nghề bonsai. Ai có xem qua thì cũng vui lòng bình luận vô chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. Cô chú anh chị mà có yêu quý bảo vệ thì cho bảo vệ xin một like cũng như một đăng ký kênh để cho bảo vệ có thêm niềm động lực nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn cả nhà nhé. Mình làm nhiều clip rồi, về mai cũng có, về cây sung này cũng có, về mấy cây khế, cây me của mình cũng có. Mà chủ yếu mà mình làm lên là không phải là để hướng dẫn nghe cả nhà. Mình chỉ làm lên cho vui, để làm mấy video này cho vui, với để cho cả nhà vô xem có điểm nào còn thiếu sót, xin cả nhà cho thêm ý kiến để cho mình rút thêm kinh nghiệm nha cả nhà. Này cũng như mình vừa làm vừa học. Chứ bonsai thì đó giờ mình chưa từng chơi, mình chỉ xem qua những cái kênh của mấy cô chú anh chị đi trước, mình chỉ học qua chút đỉnh ở trên trang mạng vậy thôi, trên YouTube vậy thôi, chứ thực tế ngoài thì mình chưa có cơ hội để học nha cả nhà. Nói cái ngành nghề gì nữa cũng phải học hỏi mới biết, chứ không phải không mà biết, phải tìm hiểu nhiều gì đó. Mình đam mê cái nghề này á, tại cũng tình cờ mình coi trên trang YouTube thấy những cây bonsai, coi một hai lần thấy cảm thấy thích mê. Đầu tiên á, đúng ra mình chơi, nếu mà mình chơi mình phát hiện sớm mà mình chơi lâu, mấy cây mai của mình hồi trước cũng có dáng đẹp lắm. Tại sau này mình trồng lâu 4 năm rồi mà mình bắt đầu thích bonsai này chừng 2 năm nay thôi. Rồi mình cũng mới bắt đầu tập chơi chừng 2 năm nay thôi cả nhà. Nên kinh nghiệm mình chưa có được bao nhiêu hết trơn, chỉ học trên trang mạng này cũng đâu có bao nhiêu kiến thức đâu. Cả nhà có xem qua video, cả nhà nhớ bình luận vô hướng dẫn thêm cho bảo vệ học hỏi chứ nha. Mai thật ra mình chơi nhưng mình còn chưa biết mình đã trồng mai gì nữa. Tại vì mình đi mình thấy mai già người ta có trái rồi mình xin hột thôi chứ mình chưa hỏi. Có những cây lá nhỏ có lá gai rồi mình nghĩ đó chắc dẻo lá gai. Rồi mình đi bên vùng bên Thủ Đức của bạn chắc cũng có mấy cây bên đó chắc là dẻo Thủ Đức vậy thôi chứ mình cũng chưa có chắc chắn nữa. Rồi cái này mình vô thêm một nước nữa, mình đi nói gì nghe cả nhà. Thật ra cây mình mê nhé, mình phái cái dáng đổ này nhiều nhất, cho nên những cây mình hay đi dáng đổ lắm cả nhà. Mai cũng có dáng đổ mà sung cũng có dáng đổ, trọn vẹn cái cây nó vậy đi ha. Quay lại cho cả nhà xem nguyên tổng thể đó, ở trên cái có cái ngọn rồi đổ nhẹ xuống đó, cái ngọn này cho nó ra chút nữa rồi mình sẽ chỉnh sửa cái ngọn cái nữa nha. Mình cũng đang thời kỳ học hỏi cái nhà cho nên làm nhiều nước lắm chứ. Có khi mình nhìn vô cây mình chưa biết làm đi hướng nào nữa, nhưng mà cắt hồi ngẫm nghĩ hồi mình mới nghĩ ra được cái hướng của nó. Tại vì mới tập chơi mà, chứ không phải như các cô chú chuyên nghiệp người ta nhìn vô cây là người ta biết nó sẽ nằm hướng nào. Có khi mình làm mà mình phải sửa đổi tới lui 2-3 lần. Video mình quay chia sẻ với cả nhà nhiêu thôi,
chúc cả nhà nghỉ ngơi ngày Chủ nhật vui vẻ nha, cho tràn đầy năng lượng, năng đầu tuần đi làm việc lại bình thường nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.